Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Và trong buổi chiều muộn ngày hôm nay thì Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe rất là đẹp luôn, mới nhập về cửa hàng, một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2015, nhập khẩu, một chiếc xe rất là đẹp. Vâng, một chiếc xe bản LTZ đủ luôn nhé quý vị nhé, một chiếc xe tuyệt vời. Con này thì đèn nổ tát tốp này, túi khí an toàn cho người lái, người ngồi, rất nhiều vâng. Vành đúc 10 chấu nguyên bản theo xe và phanh đĩa ABS kết hợp trên cả 4 bánh, sử dụng vành la răng 16 inch rất là to, đi thì cực kỳ là đầm chắc, một chiếc xe tuyệt vời. Vâng. Đèn tròn rất là trông rất là sang trọng luôn, một chiếc xe thương hiệu Mỹ ạ, rất là đẹp. Nội ngoại thất màu bạc rất là bắt mắt, độ theo phong cách sport. Vâng, rất là đẹp. Speed in. Vâng. Một chiếc xe thì máy móc thì hoạt động thì êm chắc, sử dụng hộp số tự động 1.8, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Không gian nội thất thì cực kỳ rộng rãi, ngoại thất thì màu bạc rất là bắt mắt, sang trọng. Form dáng vuông rất là cân đối, theo phong cách cơ bắp của Mỹ. Một chiếc xe tuyệt vời và không có gì phải nghĩ ngợi luôn. Lốp thì vẫn còn tương đối là mới luôn ạ quý vị. Vâng. Vành đúc 10 chấu và lốp thì rất là mới, phanh đĩa an toàn trên chiếc xe. Cua lốp thì vẫn còn khá là mới. Máy thì cực kỳ êm. Vâng, đèn thì siêu sáng luôn ạ quý vị nhé. Đèn thì siêu sáng luôn ạ. Vâng. Đấy, logo nổi bật Chevrolet rất là đẹp. Một chiếc xe mà xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính chỉnh điện. Vâng, một chiếc xe đẹp. Gương thì vẫn kính vẫn còn nguyên luôn ạ. Và đây là thông số của chiếc xe. Đấy, mọi người có thể nhìn thông số rất là rõ ràng. Một chiếc xe bản nhập luôn. Và phần tapi cánh cửa thì rất là sạch sẽ, tất cả các cái nút ấn thì vẫn còn chức năng đóng mở rất là êm khít luôn, chỉ bằng một nút thôi ạ. Đấy, kính đóng mở rất là êm luôn. Riêng về phần ốc ác của chiếc xe này thì bên em đảm bảo luôn cho quý vị không mất một cọng tí gen ốc nào luôn, ốc nguyên zin luôn. Vâng, nước sơn thì tuyệt vời và cột kèo keo chỉ đảm bảo luôn cho quý vị các bạn nhé. Đấy, mọi người có thể nhìn riêng cột kèo keo chỉ bên em đảm bảo zin cho quý vị các bạn luôn, cao su nguyên zin, chưa có dấu hiệu lão hóa. Và chi tiết trên này, chi tiết nỉ để bọc tránh tiếng ồn của cửa thì vẫn còn đẹp. Vâng, cao su zin luôn. Đấy, mọi người nhìn này, cao su đẹp, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Một chiếc xe tuyệt vời. Một chiếc xe đấy, mọi người nhìn tay lắm vô lăng, có túi khí cho người lái cũng như người ngồi bên cạnh. Đồng hồ hiển thị thì cho thấy rằng là chiếc xe mới đi được có 7.8 thôi. Vâng, rất là đi ít luôn, chủ nhân thì quá giữ gìn rồi. Vâng, đi thì cực kỳ ít, rất là ok. Một chiếc xe đẹp. Vâng, phần cửa đằng sau mọi người có thể nhìn, phần tapi cũng rất là mới luôn. Tapi mới, sạch sẽ, đẹp đẽ, keo chỉ thì zin. Riêng phần nẹp thì tuyệt vời. Vâng, đấy mọi người, phần nẹp đẹp. Và phần keo chỉ thì ok. Vâng, anh đến chọn thì anh cứ chọn đi. Vâng, một chiếc xe tuyệt vời. Vâng, phần cốp của chiếc xe thì cũng rất là rộng rãi luôn, cốp mở điện nhé quý vị nhé. Vâng, đấy, không gian cốp thì rất là rộng rãi, cực kỳ êm, đã được gắn chống ồn và lốp sơ cua thì cũng ở dưới này, rất là tuyệt vời. Lốp sơ cua đây vẫn còn rất là mới luôn đấy nhá. Vâng, lốp sơ cua rất mới, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn xe rất là đẹp. Vâng, nội ngoại thất thì tuyệt vời. Không gian ghế nỉ màu xám này, có gắn sẵn những cái chi tiết ví dụ như để gương bệ tì, trông rất là phong cách. Ghế thì cực kỳ êm, da mút, trần nỉ sạch sẽ. Vâng, vì chiếc xe này mới về nên là bên em quay thì cũng hơi tối nên mọi người cũng thông cảm. Còn ảnh thì cũng rất rõ ràng nên những ai quan tâm cứ alo cho em, em sẽ đưa cho mọi người ảnh chi tiết của chiếc xe này, rất là tuyệt vời luôn. Vâng, tất cả cửa các cánh thì zin đẹp luôn ạ. Vâng, ốc ác thì chuẩn chỉ, không có dấu hiệu tháo mở gì luôn. Một chiếc xe 2015 rất là đẹp. Vâng, máy móc thì chạy cực kỳ êm nhé. Vâng, không gian nội thất thì tuyệt vời. Đấy, phần tapi rất là sạch sẽ luôn. Vâng, tapi sạch sẽ, đẹp đẽ, keo chỉ thì zin.
Và phần cao su thì không có dấu hiệu lão hóa. Có túi khí cho người ngồi bên cạnh luôn. Và không gian này rất là rộng rãi. Và riêng cái phần này mọi người có thể nhìn đầu đĩa này, rồi âm thanh thì nghe rất là sướng luôn. Và điều hòa điều chỉnh tự động, quạt gió tự động này, tất cả các nút thì rất là ok. Đấy, âm thanh thì rất là sướng luôn. Màn hình giải trí theo hãng luôn nha quý vị nhá. Vâng. Còn tay vô lăng của hãng đây rất là đẹp luôn. Đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng. Vâng, một chiếc xe đẹp. Đèn nổ tát tốp, máy móc thì con này thì không phải nghĩ rồi. Vâng. Cần tay nắm số, cần số này. Trông rất là phong cách luôn, thể thao. Tay phanh ạ. Vâng, rất là đẹp ạ. Đây là cụm điều chỉnh đèn. Đấy, cụm điều chỉnh đèn trông rất là hiện đại luôn. Chỉ bằng nút ấn thôi quý vị nhá. Và bây giờ thì em sẽ mở luôn cốp cho mọi người nhìn nhá. Cốp thì mở dưới này. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là động cơ của chiếc xe, trái tim của chiếc xe. Khu vực động cơ, khoang động cơ mà có thể nhìn tất cả các cái phần răng ốc thì vẫn còn đẹp. Ốc ác thì nguyên zin đẹp luôn. Một chiếc xe đảm bảo cho quý vị không đâm va, không ngập nước. Máy móc thì hoạt động đầm chắc ổn định, keo chỉ thì zin. Vâng, chủ mã đầy đủ, giấy tờ các thứ thì tuyệt vời. Không phải nghĩ luôn. Vâng. Đưa phần nắp cabo đây mọi người nhìn. Nắp capo thì cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Và máy móc thì hoạt động là êm chắc. Nhưng chiếc xe này phần gầm bệ nhá, quý vị các bạn nó chỉ nhìn gầm bệ khô thoáng luôn, đẹp luôn, sạch sẽ luôn. Vâng, đây mọi người có thể nhìn phần gầm bệ đây, không có dấu hiệu mục mòn luôn, rất là đẹp. Gầm bệ cao thoáng, máy móc thì hoạt động chắc, đầm luôn. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì Vũ Duy Auto cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe Chevrolet Cruze thương hiệu Mỹ, bản LTZ, nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2015, phiên bản máy xăng số tự động 1.8, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, đi thì cực kỳ đầm chắc, form dáng thì cực kỳ thể thao. Một chiếc xe nổi bật, một chiếc xe màu bạc rất là bắt mắt, không gian nội thất màu đen thì cực kỳ sang trọng và lịch lãm. Một chiếc xe có phanh đĩa an toàn trên cả 4 bánh, và túi khí cho người lái, người ngồi ghế thì cực kỳ êm. Tất cả các chức năng auto như điều hòa auto, gương kính cụp xẻ auto, quạt gió auto được tích hợp trên chiếc xe này rất là đầy đủ. Một chiếc xe có luôn cả điều khiển chít và đèn nổ tắt tốp luôn. Máy móc thì hoạt động đầm chắc, êm. Vậy những ai quan tâm với mẫu xe này cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quán Loan, Hồng Bàng, Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và rất vui quý vị các bạn chọn cho mình được một chiếc xe ưng ý nhất. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Xin chào ạ.